Một buổi chiều muộn cuối năm 2014, đứng nghỉ chân bên lề công viên Hòa Bình, đường Hùng Vương, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi lập tức bị thu hút bởi sự xuất hiện của một nhóm chân dài chạy xe tay ga lượn lờ quanh khu vực. Qua tìm hiểu chúng tôi mới hay, đó chính là những cô gái hành nghề mại dâm. Để qua mặt mọi người, nhóm chân dài hóa thân thành những quý cô sang trọng kiểu diễm. Đoạn đường gái mại dâm chọn bắt khách dài chưa đầy 2 km lại là nơi giáp ranh giữa quận 5 và quận 10, nên công tác triệt phá, truy quét gặp vô vàn khó khăn. Sau thời gian theo dõi, phóng viên nhận ra những cô gái ấy không hề thanh lịch như ngoại hình. Đằng sau sự đoan trang, kiêu sa là những cử chỉ mời chào, khoe hàng đến xuồng xã. Thời gian đổ bộ vào khoảng 13 giờ hàng ngày. Khoác trên mình những bộ đồng phục công sở hoặc áo dài thướt tha, tất cả các cô gái đều bịt khẩu trang kín mít. Khi khách yêu cầu kiểm tra nhan sắc, họ mới gỡ ra. Giải thích về điều này, bác Sáu, một xe ôm gần đó, cho chúng tôi biết. Tụi đó ăn vận che mặt như thế, phần là ngụy trang, che đậy sự chú ý của công an, phần nữa đánh vào thị hiếu, thích hàng sạch của khách làng chơi. Đồng thời cũng giấu đi những vết tàn nhang, già nua trên khuôn mặt. Cưỡi trên những chiếc xe tay ga hàng hiệu như Spacey, Airblade, SH, hành trình bắt đầu từ công viên Hòa Bình, đội quân chân dài điều khiển xe chạy chậm dọc trục đường Hùng Vương khoảng 2 km rồi quay về nơi xuất phát. Hành động đó được lặp lại tuần hoàn cho đến khi có Thượng Đế cắn câu. Phạm vi hoạt động của đội quân chân dài di động không mở rộng sang địa bàn khác. Dù nhiều cô gái quá đát di chuyển cả buổi không có khách, nhưng vẫn không dám đánh lẻ. Bởi phía sau lưng các chân dài là sự giám sát chặt chẽ của đội cảnh giới, bảo kê, má mì. Số tiền mỗi gái bán hoa kiếm được, vì thế cũng được chia năm xẻ bảy. Hình thức tiếp cận con mồi của nhóm cave sang trọng khá tinh vi. Chỉ cần điều khiển xe, quan sát qua gương chiếu hậu, chúng có thể phân loại các đối tượng có khả năng thích ăn bánh trả tiền. Tuy nhiên cũng tùy vào nhan sắc mà gái bán dâm chọn cho mình thượng đế phù hợp. Từ những cô gái 9X, non tơ, khuôn mặt xinh đẹp, số đo 3 vòng cân đối, đến thế hệ gái giạt, U40, thậm chí U50. Khách hàng các cô gái trẻ có chút nhan sắc hướng tới là các quý ông lịch thiệp sang trọng, chạy xe tay ga đắt tiền. Mỗi khi chấm được mục tiêu, các cô gái liền cho xe, bám theo bắt chuyện, thậm chí là ép cả xe thượng đế vào lề đường. Câu cửa miệng từ các gái ăn xương chỉ đơn giản, đi chơi không anh? Đi chơi giá rẻ thôi. Bằng bản năng nghề nghiệp, các cô gái dễ dàng nhận ra nhu cầu của khách từ phản ứng. Nếu gặp phải những người đàn ông đứng đắn, đám chân dài tỏ ra lịch sự, lặng lẽ rút lui để giữ hình ảnh. Với khách hàng có ý dò xét, gái mại dâm bắt đầu tung tuyệt chiêu của mình. Nhiều cô không ngần ngại tháo khẩu trang, quảng cáo nhan sắc, thậm chí có cô có những hành động khiêu khích trắng trợn. Khi đôi bên tìm được tiếng nói chung, cả hai sẽ bắt đầu bước vào công đoạn ngã giá. Đối với những cô đang thì xuân sắc, một cuốc tàu nhanh có giá 300-400.000 đồng, tiền nhà nghỉ khách chịu. Nếu khách đồng ý qua đêm, mức giá được đội lên cả triệu đồng. Đội ngũ gái U40-U50 tự ý thức được vấn đề thời thế, nên biết chọn cho mình mục tiêu phù hợp và mức giá cũng bèo hơn rất nhiều. Nhóm quá đát không ngần ngại tiếp cận cả những vị khách bình dân, thậm chí cả những vị bô lão cũng bị các ả đưa vào tầm ngắm. Cứ thế, những cuộc săn đón, những tiếng cò kè diễn ra liên tục trên cung đường Hùng Vương từ 13 giờ tới đêm muộn. Theo quan sát của phóng viên, các gái làng chơi tại đây ít khi săn những đối tượng thanh niên trai tráng. Thắc mắc hỏi ông Sáu, chúng tôi được giải thích. Các cô gái muốn giảm thiểu tối đa mức rắc rối. Đám khách trẻ tuổi có thể chịu chơi và chịu chi, nhưng lại bày ra lắm trò bệnh hoạn. Họ cũng là nhóm khách có nguy cơ xù tiền lớn nhất. Không chủ động tìm khách trẻ, nhưng nếu vị nào có nhu cầu là họ đáp ứng ngay. Cũng theo ông Sáu, hoạt động mại dâm tại đây vào thời điểm ban ngày chỉ là mang tính nghi binh thăm dò. Các cô gái chấp nhận chạy xe không, lỗ tiền xăng để chào hàng. Công viên Hòa Bình khi phố lên đèn là một thế giới hoàn toàn khác. Nhóm chân dài sang trọng ban ngày thoát xác hiện về nguyên hình, những ả gái ăn xương chính hiệu. Không quần áo công sở, không khẩu trang che mặt. Thay vào đó là những mảnh áo dây mỏng tang trễ nải, phơi bày nội thất đồ sộ, khuôn mặt lòe loẹt phấn son. Vẫn giữ được nguyên hành động săn mồi của họ, nhóm chân dài có lúc tăng hẳn về số lượng, chạy xe thành đội hình để bắt khách. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, mỗi cô gái không dừng xe ở bất cứ địa điểm cố định nào quá 5 phút.
Đây thực ra là chiêu thức nhằm đối phó với lực lượng truy quét tội phạm mại dâm trên địa bàn. Tuy nhiên, bỏ qua những cái bĩu môi, những ánh mắt khinh rẻ của người đời và sự truy quét giáo diết của công an, không ít những cô gái trẻ, thậm chí cả những người đàn bà đã bước sang tuổi 40-50 vẫn sẵn sàng bước chân vào cái nghề làm gái mại dâm để mưu sinh. Ít ai biết được rằng công việc nhơ bẩn này có thể đem lại cho họ một khoản thu nhập lớn đến không ngờ. Có mặt tại Trung tâm Lao động Việc làm số 2 vào một buổi trưa cuối tháng 3 và lại có dịp ngồi trò chuyện với một số gái mại dâm đã bị đưa vào đây để cải tạo, phục hồi nhân phẩm tại Hà Nội. Tôi mới hiểu vì sao lại có những người bị bắt đưa vào trại đến 2-3 lần nhưng cứ hễ ra khỏi trại là họ lại nhất quay trở lại với nghề. Hơn 300 gái mại dâm bị bắt và đưa về đây. Có thể nói mỗi người đều có những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng khi được hỏi về lý do trở thành gái mại dâm thì câu trả lời phần lớn chỉ gói gọn trong hai từ: vì tiền. Theo đề xuất của phóng viên, quản lý trại đưa đến tiếp chuyện tôi là một cô gái có dáng người cao rong ròng, nước da trắng hồng, nhưng khuôn mặt chứa đầy sự từng trải. Nếu như không được sự xác nhận của quản lý trại thì tôi cũng không thể tin cô gái có tên Nguyễn Thị Tê, quê Giao Thủy, Nam Định này mới đang ở độ tuổi 16. Tê bị bắt và đưa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm từ hơn một năm nay vì tội bán dâm đập đá. Theo lời tâm sự của Tê, vì chán nản với cuộc sống gia đình, lại vốn tính ham chơi, không có sự dạy dỗ kèm cặp của gia đình, nên học hết lớp 8 thì Tê chính thức theo bạn bè bỏ quê lên Hà Nội. Ban đầu, Tê cùng bạn la cà ở các quán game, rồi không còn tiền để ăn, chơi và trả tiền thuê nhà trọ. Tê được giới thiệu đến làm việc ở một quán karaoke tại đường Phúc Tân, Cầu Giấy. Ban đầu công việc của Tê chỉ là ăn mặc mát mẻ, vào rót rượu, làm tay vịn và hát cùng khách mỗi khi khách có yêu cầu. Sau mỗi chầu khách như thế, Tê được bo 200.000. Gặp khách sộp thì số tiền có thể nhiều hơn. Mỗi tối may mắn thì Tê được 3-4 đợt khách gọi vào phòng để phục vụ. Thu nhập tính ra cũng lên tới 1 triệu đồng một tối. Có tiền, Tê lại rủ bạn bè lên bar, sàn hoặc đơn giản chỉ là đi trượt patin, mua đồ ảo để chơi điện tử. Dần dần số tiền 1 triệu kiếm được mỗi tối không đủ để Tê chi trả cho mỗi cuộc chơi. Thế là Thanh bắt đầu làm dịch vụ mỗi khi có khách cả gẫm. Từ đó Thanh bắt đầu bước vào con đường làm gái mại dâm chuyên nghiệp khi tuổi đời còn chưa bước sang con số 15. Hơn một năm làm nghề, Tê bảo cô không còn nhớ nổi đã đi với bao nhiêu người đàn ông. Chỉ biết mỗi ngày ngoài việc tiếp rượu cho khách trong quán karaoke thì thời gian còn lại Tê đi với khoảng 3-4-5 lượt khách. Có hôm khách gọi đông, Tê phải chạy xô đến 7-8 ca. Trung bình mỗi ca đi khách, Tê được trả 500-600.000 đồng. Tê bảo đấy là giá chung. Ngoài số tiền thỏa thuận đó ra thì nếu mình làm cho khách vui, khách hài lòng, khách sẽ bo thêm cho mình. Số tiền bo này thì tùy thuộc vào từng khách, có người bo thêm 100-200, nhưng có những người cho cả 2-3 triệu. Có ngày vớ được ông khách hời thì kiếm được cả chục triệu mà chẳng cần phải đi nhiều ca. Đem câu hỏi về thu nhập để trao đổi với các cô gái làm nghề mại dâm bị đưa vào đây, phần lớn họ đều gật đầu xác nhận đó là một thu nhập khủng. Theo nhẩm tính trung bình của những cô gái này, mỗi ngày một gái mại dâm hạng trung sẽ thu nhập từ 1-2 triệu đồng. Đối với những gái mại dâm có chút nhan sắc lại chưa hết đát thì việc kiếm được 3-40 triệu đồng một tháng là chuyện không có gì là lạ. Hà Thị Quy, Thanh Sơn, Phú Thọ tâm sự. Rồi không chờ tôi hỏi thêm, Tê nói tiếp. Em chỉ đi khách để lấy đủ tiền đi bay, đi lắc với bạn bè thôi, chứ không phải là làm kinh tế, mà em còn kiếm được tầm đấy. Mấy bà chị làm cùng em chịu khó trèo kéo khách lại khôn khéo nữa nên móc tiền của khách dễ như trở bàn tay. Thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng là chuyện bình thường, nói gì đến vài ba chục triệu. Cái nghề đó đem lại thu nhập cao lắm, nhưng vào nhanh thì cũng lại ra nhanh mà thôi. Nhưng phải người nào biết tiết kiệm thì chả mấy mà kiếm được một khoản vốn to to. Trước khi em bị bắt lên đây, một chị trong nhóm còn mua được cả nhà Hà Nội. Có chị thì tiết kiệm rồi mua cả xe hơi đi làm. Mà đi làm bằng xe sang như thế thì mấy bà ấy lại chỉ đi khách sang thôi. Tiền thỏa thuận cao hơn, tiền bo cũng nhiều hơn, tính ra lại lợi nhiều, Tê phân tích. Khó có thể hoàn lương. Sa trại em tính làm gì tiếp theo? Em cũng chưa biết. Vào đây rồi thì nghĩ đến gia đình mình, rồi tương lai của mình nhiều hơn. Nhưng khi ra ngoài thì lại không biết thế nào. Có bao giờ em nghĩ sẽ quay lại nghề cũ không? Em cũng chưa biết, có thể có. Sao vậy? Thì chị cứ thử tính xem một tháng lương của chị chắc gì đã bằng em làm một ngày. Đấy là chị còn học đại học ra, chị em học hành không có thì biết làm gì.
mà tiêu nhiều tiền quen rồi. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.